Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Và hôm nay tôi sẽ đem đến các bạn một thiết kế khá là đẹp, rất độc đáo, đến từ thương hiệu Arnold & Sun. Và món đồng hồ này có tên là Arnold & Sun Nebula Skeleton. Và nghe qua cái tên thì các bạn có thể thấy thiết kế của chiếc đồng hồ này như thế nào rồi. Đây là thiết kế Skeleton. Nhưng mà nhiều người chưa hiểu rõ Skeleton là gì. Thì hôm nay tôi sẽ phân tích chi tiết về cái thiết kế này và một số cái cơ cấu chuyển động khác của chiếc đồng hồ. Bởi vì với thiết kế Skeleton thì chúng ta có thể thấy rõ ràng từng chi tiết chuyển động của chiếc đồng hồ. Vâng, trước hết chúng ta sẽ phân tích Skeleton là gì. Skeleton thì theo tiếng Anh nó nghĩa là bộ xương và để chỉ những thiết kế lộ máy như thế này. Vâng, các bạn có thể thấy là tất cả cơ cấu máy được lộ ra hết. Và Skeleton thì thiết kế rất là đẹp, nhưng mà bù lại thì nó phải đánh đổi nó sự ổn định. Bởi vì những cầu nối bạn có thể thấy đây, cầu nối bị khoét ra như thế này thì khả năng chống sốc của nó sẽ kém hơn. Với thiết kế thế này, bộ máy đồng hồ sẽ dễ bị hư hại hơn. Vâng, nói qua về cái mẫu đồng hồ này đã. Chiếc đồng hồ này thì có bộ vỏ đường kính 41,5mm bằng vàng hồng. Vâng, bạn có thể thấy là được đánh bóng toàn bộ. Chỉ có duy nhất một số cái chi tiết ở càng nối dây đây, phần này và phần này, cả 4 phần thì lại được hoàn thiện sắc mờ. Vâng, bộ vỏ thì không quá nhiều thứ đặc biệt và vẫn cái logo thương hiệu Arnold & Sun và trên đúng chỉnh giờ góc 3 giờ. Và với thiết kế như thế này, với thiết kế Skeleton như thế này thì chiếc đồng hồ chỉ có khả năng chống nước 30m mà thôi. Và thực sự thì không ai nên đeo chiếc đồng hồ này đi bơi cả. Vâng, cái phần tạo điểm nhấn quan trọng nhất của chiếc đồng hồ này đó chính là phần mặt số được thiết kế Skeleton. Như bạn có thể thấy đây, tất cả chi tiết máy đều được lộ ra. Đây, hai hộp cót, góc 2 giờ và 10 giờ, góc 4 giờ là bánh xe cân bằng, góc 7 giờ là kim dây. Và bộ thoát thì có thể thấy dưới cái bánh xe cân bằng ngay bên cạnh đây. Đó, như có thể thấy tất cả chi tiết đều được lộ ra ngoài và để cho người dùng quan sát. Và thiết kế này một sự đặc biệt đó là thiết kế đối xứng hoàn hảo luôn. Nếu mà bổ dọc con đồng hồ ra thì bạn có thể thấy là tất cả những cái chi tiết trên mặt số đều được thiết kế đối xứng. Tất nhiên là không phải hoàn toàn, thiết kế quá đẹp rồi. Vâng, và với thiết kế Skeleton thì có một thứ được khoe ra nhiều nhất, đó chính là độ hoàn thiện của chiếc đồng hồ. Và trước hết thì tôi sẽ nói đến bộ kim. Bộ kim này thiết kế dáng giống như cái mũi tiêm vậy. Vâng, ở phần giữa thì nó sẽ lớn và nhỏ dần ở đầu. Bộ kim này làm từ vàng hồng cùng với cả những cái mốc chỉ giờ ở đây. Mình thấy mốc chỉ giờ đính quanh mặt số. Và phần kim dây này cũng được lộ ra này. Phần kim dây thì kim rất là bé, cũng là vàng hồng luôn. Và quan trọng nhất mà tạo cái sự di chuyển hoạt động liên tục vào chiếc đồng hồ trên mặt số đó chính là cái bánh xe cân bằng đây. Và tôi sẽ phân tích kỹ hơn một chút, bởi vì chúng ta có thể quan sát kỹ được cái bánh xe cân bằng. Thì bánh xe cân bằng này là free sprung, sang tiếng Việt gọi là tự do đi. Vâng, nó sẽ di chuyển tự do như thế nào tôi sẽ phân tích sau. Vâng, để các bạn có thể phân biệt rõ hơn về cơ chế bánh xe cân bằng free sprung và regulated, tôi sẽ sử dụng cái chiếc Patek Philippe 5396 này, sử dụng bộ máy 324. Vâng, tôi sẽ nói thêm là free sprung thì tôi sẽ gọi là bánh xe cân bằng tự do, còn regulated thì sẽ là điều khiển, thì có thể dễ hiểu hơn. Vâng, cái chiếc Patek Philippe này thì sử dụng bánh xe cân bằng có thể điều khiển được như đây. Nhìn kỹ vào chi tiết này, bạn có thể thấy chữ cộng và trừ là để điều khiển tốc độ của bánh xe cân bằng. Bánh xe cân bằng này thì sẽ có cái vành biên là trọng lượng không đổi và điều khiển tốc độ bánh xe cân bằng bằng dây tóc. Khi bạn vặn cái ốc vít đây thì cái dây tóc sẽ bị căng hơn một chút hoặc là lỏng hơn một chút, thì từ đó sẽ ảnh hưởng đến cái biên độ hoạt động của bánh xe cân bằng. Vâng, còn với chiếc Arnold & Sun này thì như thế nào? Với chiếc Arnold & Sun này thì bạn có thể thấy là sự độ dài của dây tóc thì được cố định rồi. Và chúng ta sẽ điều khiển dao động bánh xe cân bằng qua cái những cái đinh ốc, những cái ốc vít rất là nhỏ được gắn trên vành bánh xe cân bằng. Chiếc đồng hồ này sử dụng bộ máy Caliber 5101 của Arnold & Sun.
Và mặc dù sản xuất có khoảng 1.000 chiếc đồng hồ mỗi năm thôi, nhưng mà thương hiệu Arnold & Son này mỗi lần ra một mẫu đồng hồ mới thường là sẽ đi kèm bộ máy mới. Và bộ máy này có điểm gì đặc biệt? Thứ nhất là bộ máy này được thiết kế lại hoàn toàn theo phong cách Skeleton. Vâng, Skeleton thì có thể thiết kế theo hai cách. Thứ nhất là bạn mua một cái bộ máy bình thường về, bạn khoét tất cả những cái chi tiết có thể ra thì đó sẽ tạo thành bộ máy Skeleton. Còn thứ hai, bạn thiết kế hoàn toàn một máy Skeleton từ đầu. Vâng, với cái thiết kế từ đầu thì bạn có thể rõ ràng định hình được vị trí của từng chi tiết máy ở chỗ nào và sắp xếp cho nó hợp lý và hài hòa hơn. Và bộ máy này có 24 chân kính, một số chân kính rất lớn, có thể nhìn rõ ở đây hộp cốt này. Vâng, và với bộ máy Skeleton thì tôi vẫn còn rất nhiều thứ để nói. Một thứ tôi muốn nói tiếp theo đó là cơ chế lên dây cót của chiếc đồng hồ. Vâng, vì đây là bộ máy Skeleton nên chúng ta có thể thấy là toàn bộ hoạt động của bộ máy. Khi bạn vặn dây cót, bạn để thấy là những cái bánh răng này di chuyển, và kèm theo đó là hai hộp cót cũng di chuyển luôn. Tất nhiên là với một cái bộ máy Skeleton thì hợp lý nhất thì sẽ là cơ chế lên cót tay rồi. Vì cơ chế lên cót tự động thì bạn sẽ có một cái rotor khá là lớn ở đằng sau, và như thế thì sẽ làm che đi cái vẻ đẹp của máy. Nhìn phía sau thì bạn có thể thấy ở đây chính là cơ chế để chuyển giữa lên cót và chỉnh giờ. Và khi tôi rút ra thì bạn sẽ để ý là có cái cần gạt ở đây, nó sẽ di chuyển một chút đó. Và khi bạn vặn cái kim thì cơ chế này cũng sẽ được thay đổi. Vâng, đó là hai trong số rất nhiều điều tôi muốn nói về máy Skeleton. Vâng, bây giờ tôi sẽ thử lên tay chiếc đồng hồ này. Đường kính 41 mm thì khá là phổ biến và có thể phù hợp với nhiều người. Mà độ dày chiếc đồng hồ thì cũng rất là ấn tượng, chưa đến 1 cm, khoảng hơn 7 mm mà thôi. Và về tổng thể thì chiếc đồng hồ này rất là đẹp, một chiếc wristwatch nhưng lại có thiết kế skeleton khá là mạnh mẽ. Vâng, với thiết kế này thì có thể phối hợp với cả nhiều việc khác nhau. Một đồng hồ Arnold & Son Nebula Skeleton thì có mức giá chính hãng là 25.750 đô la Mỹ. Nhưng mà tất nhiên để mới ra bảo luxury thì các bạn sẽ nhận được mức giá chiết khấu ấn tượng nhất. Để biết thêm chi tiết về chiếc đồng hồ này, các bạn hãy truy cập ra bảo luxury.com. Và xin chào và hẹn gặp lại.